Đừng có tưởng bánh bèo chén chỉ có ở miền Trung thôi nha. Bữa nay Long Xuyên có luôn nè. Ta-da! Dọc trên con đường Lý Thái Tổ nói dài, các bạn sẽ bị thu hút bởi một cái quán nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà không gian rất là sạch sẽ và rất là thoáng mát luôn nha. Trên tay tôi cầm là mâm bánh bèo chén chả có giá là 36.000. Cách ăn thì rất là đơn giản, cho một xíu nước mắm và một xíu ớt, mình trộn đều lên rồi mình múc ra mình ăn. Mời mọi người. Mọi người phải làm theo tôi gì nè, phải bỏ hết nguyên cái chén bánh bèo vô trong họng như vậy á, thì mình mới tận hưởng được trọn cái hương vị của nó nha. Là trời, nó thơm, nó ngon, nó béo mà nó mặn mặn, một chút vị cay nhẹ nhẹ, nó hòa quyện vô rồi thêm cái bánh mì ăn cảm giác nó béo béo, mọi người, nó thơm thơm á, xuất sắc luôn. Tôi đi ra Huế tôi ăn á, tôi thấy cái nước chấm nó sẽ hơi nhạt, còn ở đây á làm theo cái khẩu vị miền Tây của mình á, cho nên là nước mắm nó rất là đậm đà mà nó vừa miệng của mình cực kỳ luôn á. 10 điểm không có nhân luôn nha mấy bà, xuất sắc. Ngoài ra quán còn có nhiều món nhìn cũng cuốn lắm nè mấy bà. Mà công nhận bà chủ ở đây bà sành ăn với mọi người. Bà đi đâu du lịch đi chơi mà bà thấy cái gì ngon là về bà áp dụng vô cái quán của bà liền. Xôi xòi Thái Lan là một món không thể nào mà không nhắc đến, tại vì quán bà luôn nó cũng là một cái best seller đó mọi người. Ai mà là tín đồ nghiện cái món xôi xòi Thái Lan này thì không thể nào mà bỏ qua được. Xôi mềm dẻo hòa quyện với lại xòi rất là ngọt và thơm luôn, xuất sắc. Ở đây cũng có nước smoothie xoài nữa nè mọi người, thì nói nôm na nó như là sinh tố xoài vậy đó. Theo khẩu vị của mình á, nếu mà có một tí vị chua nữa thì cũng tuyệt vời không kém. Sau khi đi Thái Lan về, cái niềm dai nhất của tôi đó chính là không được uống thái xanh thái đỏ mỗi ngày nha mọi người. Nghe thì có vẻ nó hơi xạo ke nhưng mà biết sao không, ở đây làm không có chuẩn vị. Con em mới có 1 tuổi mà nó bị nghiện thái đỏ ở đây nè mọi người ơi. Ngoài ra còn có kem dừa Thái Lan và rất nhiều món để mọi người tham khảo nè. Công nhận còn bonus thêm á, cái menu xe bánh mì của chồng bả kế bên nữa nè mấy bà. Ăn dính lắm nè. Mấy chị em tôi đi ăn trải nghiệm vậy á mà chỉ tốn có 150.000 thôi. Bữa nào mấy bà có thời gian mấy bà kéo nhau ra mấy bà thưởng thức thử nha. Nằm trên đường Lý Thái Tổ nói dài, cái quán nhậu xào chẻ với lại shop mỹ phẩm Suri á.